Hello, xin chào các bạn. Trong hàng loạt những cái video mà mình đã chia sẻ với các bạn, đặc biệt là nếu bạn nào có theo dõi cái khóa học biết quyết kiếm tiền đỉnh cao của mình, thì mình đã có chia sẻ rất nhiều với các bạn là chúng ta có thể làm những kênh YouTube kiếm tiền tại nước ngoài. Cụ thể là chúng ta có thể làm chủ đề tin tức. Tin tức thì nó rất là rộng, các bạn có thể làm theo trend, các bạn có thể làm theo một chủ đề, ví dụ tin tức sao Việt. Các bạn có thể làm một chủ đề riêng biệt, tin tức sao, tin tức về những người thể hình, tin tức những người nổi tiếng, rất là nhiều ha, những người tin tức khác nhau. Thì các bạn biết là kiếm tiền với tin tức cũng khá là phổ biến vì nó dễ, nó rất là dễ để chúng ta có thể là làm được ha, và ai cũng có thể làm được. Bản thân mình cũng đang làm rất là nhiều những kênh dạng tin tức, nhưng nó chỉ là những cái dạng biên tập video hình và giọng đọc. Thì video này mình sẽ làm một video từ A tới Z, các quy trình mình đã làm kiếm tiền với nước ngoài như thế nào. Nhưng mình sẽ không thể nào sâu kênh các bạn được. Nếu các bạn mà có theo dõi cái khóa học của mình thì các bạn sẽ biết được là có rất là nhiều cái chủ đề mà có rất nhiều kênh họ đã làm và họ làm 5 năm nay rồi, với chủ đề slide và giọng đọc khá là ổn ha. Và hiện tại thì nếu các bạn biết thì YouTube nó không tắt kiếm tiền của các bạn ở cái dạng các bạn làm slide với giọng đọc ha các bạn. Rồi mình thì mình thường làm theo kiểu tin tức dạng trend các bạn, mình lên Google Trend và mình tìm tìm kiếm thị hành. Mình thì đang làm một số nước dựa vào cái công cụ VB mà nó cho phép. Thì hiện tại thì mình đang làm một số kênh như là Hoa Kỳ, Pháp, Việt Nam làm cũng khá nhiều, đa số dạng từ tin tức. Các bạn có thể lướt một vòng ở Việt Nam, hiện tại khá là nhiều những kênh làm tin tức dạng slide và hình, họ đang kiếm rất là nhiều tiền, và ở nước ngoài cũng thế. Rồi hôm nay thì dựa vào trend thì mình tìm được một cái tên nó khá là hot, có 1 triệu tìm kiếm. Và theo cách của mình thì khi mình click vào đây, cái bài này 11 giờ rồi thì mình sẽ không làm, mình sẽ làm cái bài này nó mới khoảng 3 giờ. Và mình copy cái tiêu đề của nó lên đây, mình đi tìm một cái bài để mình làm. Đây họ làm rất là nhiều các bạn. Rồi mình thì vào một cái bài này để mình lấy, mình tìm tin làm. Bài này nó dài như thế này. Cái cách của mình là mình sẽ dịch nó ra. Mình sẽ phải chuột chọn Google dịch. Sau đó mình bắt đầu mình tìm hiểu bảo tại sao album này là được cái này đó. Rồi chúng ta sẽ xem lướt qua để chúng ta tìm những ý chính của nó. Rồi đó, đây là hết rồi. Ok, bức ảnh khá là dài, bài này rất là dài. Thì mình sẽ lọc một số thông tin thôi. Lúc này nó tiếng Việt rồi, rất là dễ để chúng ta lọc thông tin đúng không? Ví dụ cái bài này thì mình sẽ lấy đoạn đầu tới đây. Rồi ok, tới đây rồi, chắc mình bỏ tên là mình làm tới đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái đoạn tiếng Anh của nó, là chúng ta lấy tới đây. Ok, tới đây chúng ta bỏ, bạn có thể lấy một cái đoạn của nó thôi hoặc là lấy tới đây thôi ha. Tức là chúng ta sẽ cung cấp một số thông tin là chủ lực thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái VB thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Mình sẽ đăng nhập vào. Cái này là một giọng đọc AI rất là hay, nên mình rất là thích. Đây là cái giao diện quản trị ha. Rồi đây là cái giao diện quản trị của cái VB. Trong đây thì mình làm rất là nhiều tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp, lùm lum tiếng hết. Rồi đây là cái giao diện mà chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể chọn rất là nhiều tiếng. Đây nó cho 6 thứ tiếng ha. Các bạn có thể làm 6 ngôn ngữ. Rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái nội dung mình sẽ bỏ vào.
Tất nhiên là nội dung là chúng ta sẽ có chất lọc nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy một đoạn nào của nó thôi, đoạn chính nha các bạn, cung cấp thông tin chính thôi. Còn như cái bài này nó dài quá thì chúng ta không nên làm cái video dài quá, người ta cũng lười biếng nghe. Rồi, ở đây thì mình sẽ copy khoảng một hai đoạn. Tất nhiên nó phải vẫn phải đủ ý nha các bạn. Rồi sau đó mình chọn tiếng Anh để có hai giọng đọc nam nữ, sau đó mình chuyển văn bản. Thì các bạn có thể chọn nam hay nữ cũng được ha, đọc khá là hay các bạn. Chúng ta đợi một chút xíu đấy, nó đã thành công rồi. Lúc này các bạn tải xuống thôi. À. Rồi, sau khi có audio rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta copy cái tiêu đề của nó, chúng ta đi tìm hình để chúng ta làm. Mình copy cái tiêu đề, mình bỏ lên Google tìm kiếm, sau đó mình sẽ tìm với lại hình ảnh. À, mình sẽ chọn tiếp theo là tool, sau đó là size, chọn lớn để cho nó HD. Chúng ta có thể chọn được những cái hình rất là lớn để cho nó rõ nét thì các bạn. Rồi, lúc này thì mình sẽ bắt đầu sẽ tải những cái video về. Các bạn bấm vào phải chuột vào Sales Manager S, rồi sau đó các bạn lưu ở đâu đó, laptop hay ở đâu đó tùy ha. Và lưu ý là khi các bạn click vào thì cái hình nó hiện lên nó phải màu sáng các bạn. Ở đây chúng ta thấy là có hơn 4.000 ký tự thì chúng ta phải tìm khoảng 30 tới 40 hình. Nếu mà khoảng 1.000 gần 7 tới 2.000 ký tự thì mình sẽ tìm mười mấy hình nó lại thôi. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiếp tục là bấm chọn. Chúng ta cố gắng là chọn những cái hình nào nó gần chính xác với cái nội dung bài càng tốt nha các bạn. Bạn không nên tìm những cái hình nào mà nó không liên quan tới nội dung bài ha. Đấy, các bạn bấm nó hiện lên mà nó nhìn nó nét ra được các bạn. Mà nó mờ thì các bạn bỏ đi ha. À, tí xíu nét, sau đó là sell ad. À, nó về máy cho chúng ta. Đây thì mình sẽ lượm khoảng 30 hình. Rồi các bạn cứ tiếp tục làm như vậy thôi ha. Chúng ta tránh lấy những cái hình mà nó giống nhau như các bạn. Giống nhau nhiều quá không nên, thì các bạn có thể lấy những cái hình mà nó có những cái cảnh quay khác nhau. Những cái hình mà người ta đã bỏ chữ vô thì các bạn cũng không nên lấy ha. Ví dụ như là những cái kênh họ hay là những cái web họ lấy mà họ bỏ cái thương hiệu của họ vào rồi. À, ví dụ như cái hình bên kia các bạn thấy chữ Rack New Today ấy, thì các bạn không nên lấy ha. Còn những mà cái chữ ở trong cái hình mà chúng ta đang tải nó có cái chữ của cái album nó thì không sao. Rồi cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ lấy cho đủ khoảng 3-40 hình nha các bạn. Các bạn hình dung là khi mà chúng ta làm tới 4 phút đó, thì chúng ta cần phải tới khoảng 80 hình thì chúng ta mới mới đủ ấy. Là cái thời gian là khoảng 4 phút. Nhưng mà chúng ta không thể nào tìm nhiều hình như vậy đâu. Chúng ta tìm một nửa thôi, còn lại chúng ta double nó lên. Là chúng ta copy và paste nhân đôi nó lên. À, ở vòng sau lặp lại cũng được. Rồi, như vậy là mình đã tải xong rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm Filmora lên. À, Filmora ha. Mình đang sử dụng phần mềm Filmora chính để chúng ta làm nha các bạn. Các bạn có thể lên Google, các bạn tải và cài đặt cái phần mềm Filmora chính này để chúng ta làm video. Rất là nhanh các bạn. Phần mềm này có thể giúp chúng ta làm video, làm thumbnail rất là dễ. Rồi, bây giờ chúng ta click vào New Project ha. Rồi, chúng ta sẽ inbox cái hình với lại cái audio vô. Đầu tiên là audio này. Tiếp theo là chúng ta sẽ inbox tiếp theo cái hình vào. Rồi, các bạn inbox toàn bộ hình vào. Bạn click control, nhấn control sau đó là chọn từng hình vào.
là lúc này các bạn chỉ cần kéo xuống thôi. Đấy, nhạc hay là audio hay là hình thì các bạn cần kéo xuống thôi. Đây các bạn thấy mình lấy mà nó có một đoạn rồi. Thì nó lúc này mình phải x3 nó lên. Tức là sẽ nhân 3 hình lên thì mới đủ các bạn. Đấy, còn thiếu một đoạn. Thì mình quét ở giữa một tí nữa, bắt đầu mình Ctrl C, Ctrl V nữa đây. Ok. Nó là như vậy các bạn ha. Rồi. Lúc này á, thì các bạn có thể nghe nó chạy được rồi đấy các bạn. Ở đây mình đã điều chỉnh sẵn rồi. Là khi nó chạy là nó như bao như vậy các bạn. Bây giờ chúng ta vào Edit này, Refer này và Editing này. Các bạn có thể chọn là 4, 5. Các bạn có thể set là 5, 3, 5, 5 ha. Tức là chuyển cảnh giữa các hình nhé. Hình này qua hình kia là 5 giây. Và chuyển cảnh giữa giữa hình luôn là 3 giây. Tức là để thời gian nó quét hết một cái hình là 5 giây. À, và ở cái thứ hai 3 giây á, là cái thời gian chuyển giữa hình này với hình kia. Khi các bạn bỏ cái phần transition vào á, thì nó sẽ là 3 giây. Các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn để 2 giây. Các bạn muốn thời gian nó chuyển chạy từ hình này qua hình kia á, là 4 giây thì các bạn để 4 giây. Đấy. Khôi ok rồi thì bắt đầu nhé. Đấy, cái thời gian chạy từ hình này qua hình kia là 5 giây, đúng rồi đó các bạn. Được ha. Đó, cái này là mình sẽ phương pháp span, bấm zoom ha các bạn. Và ở dưới các bạn phải chọn bấm zoom nha. Ở dưới cái chỗ điều chỉnh là 5, 3, 5, 5 á. Rồi, lúc này thì các bạn có thể thêm các hiệu ứng vào. Các hiệu ứng gọi là transition kìa. Đó, lúc này chúng ta có thể quét. Đó, hiệu ứng là chuyển giữa hình với hình đó. Cái thời gian mà là 3 giây là các bạn thấy cái đoạn đen đen đó. Đó. Đó là cái thời gian nó chạy hết để hình này qua hình kia là 3 giây. Các bạn có thể chỉnh là 2 giây hay là 4 giây tùy các bạn. Thường thì mình để 3 giây. Đó, thì mỗi mỗi khi mình quét mình sẽ chọn khoảng vài hình. Các bạn có thể cầm kéo bỏ giữa giữa hai tấm hình ha. Rất là nhiều hiệu ứng chuyển cảnh thì chúng ta tha hồ mà chúng ta lấy. Các bạn thấy hiệu ứng chuyển cảnh nào đẹp thì cũng để. Các bạn thấy hiệu ứng chuyển cảnh nào đẹp thì các bạn lấy. Ở đây á, thì mình có cái thì mình để im luôn, tại vì mình đã chỉnh là bấm zoom theo tỷ lệ rồi, tức là hình qua hình là nó chạy rồi, thì chúng ta không cần phải bỏ cái chuyển cảnh cũng được, hoặc là các bạn bỏ tùy các bạn. Ở đây thì chúng ta nên kết hợp giữa nhiều hiệu ứng chỉnh cảnh cho nó đẹp ha. Rồi lúc này thì chúng ta xong cái phần chỉnh cảnh rồi, chúng ta sẽ qua phần title. Title là chúng ta sẽ bỏ cái tên tiêu đề vào, hoặc là một cái tên gì mà nó nghe nó hấp dẫn. Đây thì mình sẽ copy cái tiêu đề, sau đó mình sẽ tìm một cái hình ở trong đây để chúng ta bỏ tiêu đề vào. Ví dụ như mình lấy cái này. Đấy, bây giờ mình click vào, nhấp chuột hai cái, mình sẽ click vào cái chữ to trước và dán nó ra. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại bộ đèn nó và chỉnh lại kích thước cho nó phù hợp. Đấy, 20 ha. Rồi sau đó các bạn có thể kéo nó to lên, hoặc bạn control bôi đen nó lên 30, 40. Bạn click ra ngoài, sau đó bạn click vào trong, bạn kéo thì nó mới to ra. Đó. Rồi, kéo vừa thôi ha. Kéo làm sao cho nó full với cái hình là được. Rồi, các bạn đặt xuống. Nó còn một cái test nhỏ nhỏ nữa, các bạn click vào. Click vào xóa nó đi. Ok. Nó có một cái vẹt quẹt có giống như cái dấu quẹt qua, thì các bạn sẽ chỉnh xuống cho nó phù hợp này. Rồi các bạn sẽ chọn màu màu gì, chữ màu gì các bạn ha. Rồi ok, đó ha, đó là cái tiêu đề. Mình sẽ phụ đề cho video như vậy, là cái tiêu đề thôi. Rồi chúng ta có thể thêm một ít phụ đề cho nó nổi bật ha. Phụ đề thì chúng ta sẽ copy một đoạn thôi, mình thì mình lười mình làm một đoạn phụ đề thôi. Cái phần mềm này nó không mạnh về phụ đề nha, các bạn có thể là chỉnh phụ đề cho phù hợp ha. Đấy, chúng ta có thể chọn tìm một cái hình ở trong đây để chúng ta mà làm phụ đề.
Rồi ví dụ như mình chọn cái này, mình kéo xuống, nhấp chuột hai cái nha các bạn. Rồi thay thế, các bạn có thể bôi đen và chỉnh nó, hoặc các bạn tự kéo xuống như thế này cũng được. Công cụ này phụ đề thì nó không có mạnh các bạn. Các bạn có thể dùng Camtasia, các bạn xuất ra, các bạn bỏ vào Camtasia, các bạn làm phụ đề thì nó sướng hơn. Cái công cụ này nó không mạnh trong phần phụ đề. Đó, nó cứ như vậy. Các bạn có thể chọn hình cho nó, chữ cho nó đẹp lên. Kéo ngắn lại. Đó. Tức là mình làm phụ đề là tượng trưng cho nó hiển thị một chút hình thôi, ở đầu thôi. Chúng ta có thể chọn một cái hiệu ứng khác. Có rất nhiều cái hình để làm phụ đề, chữ hay tiêu đề rất nhiều. Đó. Ví dụ như cái này mình làm, mình lấy một vài cái này. Rồi. Khi các bạn chọn nó có thể chạy ra, các bạn kéo lại, quét nó để vô ha. Đấy nó bị chạy kìa. Chúng ta tiếp tục là các bạn click vào cái mũi tên hai chiều này này để zoom nó lại. Đó, nó lại bị chạy ra. Các bạn kéo và quét hết đi, quét để kéo lại. Ok các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phóng lớn ra. Đó. Các bạn để mũi tên ở trên và các bạn kéo ra là nó to to rồi thôi. Rồi lúc này chúng ta sẽ để ở giữa một cái hình đó, chúng ta copy bỏ vào. Tức là cái hình hồi nãy các bạn mà đưa xuống á, phải để con chuột chạy ở chính giữa nó ha, click chuột hai cái và sau đó nó hiện lên, chúng ta bỏ hình vào, à chúng ta bỏ cái chữ vào nha các bạn, rồi sau đó các bạn có thể chỉnh chỉnh lớn chỉnh nhỏ dựa vào các bạn kéo thôi cho nó phù hợp. Rồi chọn chữ lên. Đây. Mình nhắc lại là cái phụ đề này nó không có nó không có ngon giống như cái phần mềm khác. Đây, tiếp theo thì mình sẽ copy, hoặc là các bạn có thể xuất ra luôn, các bạn làm phụ đề trực tiếp ở trên cái kênh YouTube ấy, cũng có phần phụ đề ấy. Mà làm cái đó cũng được, làm này là hơi lâu. Các bạn cứ bắt vô, các bạn bôi đen đi rồi chỉnh chữ lại, hoặc là các bạn kéo trực tiếp ở trên chữ thì cũng được. Các bạn muốn chỉnh cho chữ lên xuống thì phải bôi đen nó đi rồi mới chỉnh được ha. Rồi mình chỉ lấy gọi là ví dụ minh họa cho các bạn như vậy thôi. Bây giờ thì mình có thể là xuất video các bạn. Rồi, bỏ đi, mình bỏ hai cái đi, mình làm ví dụ minh họa cho các bạn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy vào export các bạn. Copy cái tiêu đề của nó. Lấy vào export. Export để mà chúng ta xuất nó ra. Ok, đó. Vậy là xong rồi các bạn. Chờ nó xuất ra thì các bạn up lên kênh là có thể bật kiếm tiền online rồi ha. À, lưu ý đối với những kênh mà tin tức thì các bạn nên mua kênh bật kiếm tiền sẵn ha. Chứ còn để mà nó bật kiếm tiền cho các bạn để làm tự nhiên thì nó hơi khó. Rồi, ok ha. Nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi, ok. Xin chào các bạn nha.